Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay công ty Indo sẽ giới thiệu một cái dòng sản phẩm khá quen thuộc với chúng ta, đó là thiết bị đo lưu lượng bằng nguyên tắc điện tử. Sản phẩm mà chúng tôi chọn để giới thiệu là của hãng Enric Hauser. Công ty Indo chúng tôi có cung cấp thương hiệu Enric Hauser. Như chúng ta thấy ở đây, tùy thuộc vào cái đường kính, thì đối với cái sản phẩm chúng ta đang thấy đây là đường kính là 12 inch và phiên bản là compact, tức là transmitter và sensor liền một khối. Đối với phiên bản ở phía bên này thì chúng ta sẽ có là phiên bản remote, tức là cái transmitter có thể lắp đặt xa so với cái vị trí mà lắp đặt sensor trên đường ống. Phiên bản này là 10 inch. Về nguyên lý hoạt động thì chúng tôi đã làm rất nhiều cái video cũng như là những yếu tố cần phải lựa chọn một cái cảm biến đo lưu lượng bằng nguyên tắc điện tử. Thì nếu khách hàng có nhu cầu sử dụng hoặc là mua sắm về thiết bị đo lưu lượng thì có thể liên hệ với Inotim để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.